Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của TechRoom. Với video này mình hướng dẫn các bạn cách để thêm một cử chỉ điều hướng vào trong trình duyệt Chrome của bạn, giúp cho quá trình đọc báo cũng như là lướt web của bạn trở nên dễ dàng hơn. Bây giờ mình sẽ demo luôn nhá. Ví dụ bây giờ các bạn đang đọc bình thường này, các bạn muốn lùi về trang trước thì các bạn vuốt cho mình từ trái sang phải. Đó, nó sẽ là lùi về. Còn bây giờ bạn muốn tiến lên một web thì bạn phải vuốt từ phải sang trái. Đó, các bạn thấy không? Khá là tiện lợi, chúng ta sẽ không phải mất nhiều thao tác kiểu là back hay rồi là chúng ta dùng cái thanh điều hướng ở phía dưới màn hình nữa. Thì bây giờ mình đã làm thế nào? Hãy cùng mình bắt đầu video này để xem nhá. Hiện tại theo như mình tìm hiểu được thì có đến 4 phiên bản Chrome đang có mặt trên cửa hàng Play. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm trên cả 4 phiên bản này. Nó sẽ chia làm 2 loại. Một là phiên bản Chrome chúng ta đang dùng chính thức đây. Và 3 phiên bản này, 3 phiên bản phát triển. Thì cách sử dụng đầu tiên với phiên bản chính thức nhá. Các bạn sẽ cần gõ vào thanh địa chỉ cho mình dòng lệnh sau: Chrome 2 chấm xẹp xẹp flag. Rồi, ở giao diện mới hiện ra này, các bạn lại nhấn tiếp cho mình vào ô tìm kiếm search flags ở đây. Các bạn gõ cho mình chữ navigation. Sau khi gõ xong thì các bạn nhấn tìm. Ở giao diện mới này thì các bạn vuốt cho mình xuống dưới cùng và các bạn sẽ nhìn thấy cái phần history navigation này with getter này. Ấn vào chữ default này và bạn bật cho mình thành enable. Sau đó bạn nhấn Relaunch Now. Đó, lúc này thì bạn đã bật thành công cử chỉ ở trong trình duyệt rồi. Mình sẽ demo lại nha, vào Tech Room này. Sau đó là mình thử vào cái mời tải về bộ hình nền này đi. Lùi về đúng không? Vuốt này. Rồi, quá là tiện luôn. Tiến lên đúng không? Làm phát nữa. Gọi là undo và redo đấy các bạn. Và như vậy là vừa xong hướng dẫn cho cái trình duyệt Chrome phiên bản mà rất nhiều người sử dụng. Bây giờ mình sẽ sang 3 phiên bản mà có vẻ ít người dùng hơn là bản Beta, bản Dev và bản Chrome Canary. Với 3 phiên bản này cách làm hoàn toàn giống nhau các bạn nhá. Đây mình sẽ vào bừa đi, ví dụ như là cái Dev này đi. Bước đầu tiên thì các bạn cũng truy cập cho mình vào phần thanh địa chỉ. Các bạn gõ cho mình Chrome 2 chấm xẹp flags. Ở giao diện này, vào phần Search Flag các bạn cũng gõ cho mình là Navigation. Bây giờ thì tên thì khác nhau một chút thôi. Ở bên kia thì các bạn là History đúng không? Thì đây sẽ là Overscroll History Navigation. Cái dòng này các bạn nhấn vào Default và sau đó bật cho mình thành Enable. Đó, các bạn thấy chuyển sang màu xanh chưa? Như vậy đã kích hoạt thành công tính năng này rồi. Và ấn Relaunch Now, mình nhầm đấy. Bây giờ truy cập thử nha. Rồi, ví dụ như mình đang trong báo này đúng không? Mình muốn lùi về này. Các bạn để ý hơi khác nhau một chút là cái mũi tên này trông nó sẽ là màu trắng chứ thay vì việc là xanh xanh giống như bên kia, bên này là trắng đen. Và mình có cảm giác là cái biểu tượng của cái bên Dev này mình lại không thích bằng biểu tượng của bên Chrome bản Stable bản ổn định kia. Rồi, thì các bạn thử thuật này của mình thế nào? Nó có hữu ích hay là có mang lại lợi ích gì cho bạn không? Để kiến thức phần bình luận nhá. Bạn muốn mình làm thêm cái gì có thể comment luôn cho mình biết. Bây giờ xin chào mọi người, hẹn gặp lại trong những video lần sau. Thì hay đừng quên like và subscribe mình nha.